cầu thủ U17 Việt Nam rưng rưng nước mắt, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm điều đặc biệt. Dù có phong cách rèn luyện nghiêm khắc nhưng ở mặt khác, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng rất tình cảm. Tối nay, U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân ở vòng chung kết U17 châu Á 2023 gặp Ấn Độ. Trước thêm trận đấu này, U17 Việt Nam đã chốt lại danh sách 23 cầu thủ. Theo đó, cầu thủ cuối cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải trả lại câu lạc bộ là tiền vệ Nguyễn Anh Tiệp. Dĩ nhiên, phải rời đội sát giờ thi đấu là điều vô cùng đáng buồn. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội Fan Club đã dưng dưng nước mắt chia tay đồng đội. Thấu hiểu tâm lý của học trò, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những lời động viên cực kỳ tình cảm với Nguyễn Anh Tiệp khi hai người gặp riêng. Thầy theo dõi con một thời gian dài vừa qua, thấy con rất nỗ lực và đã có được những sự tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng, đội buộc phải rút danh sách xuống 23 người và con phải nhường chỗ cho các bạn khác vì các bạn chơi cùng vị trí mạnh mẽ hơn con. Thầy rất tiếc khi phải chia tay con. Thầy nghĩ các đồng đội cũng rất tiếc khi con không được tham dự giải đấu. Thầy biết con có tài năng, có tư duy. Nếu con tập luyện chăm chỉ, nếu con rèn luyện thể chất tốt hơn, con sẽ trở thành một cầu thủ giỏi. Thầy luôn theo dõi và hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói. Ông Trần Văn Quỳnh, trưởng đoàn U17 Việt Nam, cũng động viên Nguyễn Anh Tiếp. Thật sự, bác cảm thấy tiếc và toàn đội cảm thấy tiếc khi không thể giữ con ở lại. Dù không được chọn nhưng không đồng nghĩa cánh cửa đã đóng với con. Bác tin vào tài năng của con. Rồi đây con sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở các đội tuyển trẻ khác. Một tương lai sáng lạng chờ con phía trước, nếu con tập luyện chăm chỉ và đặc biệt giúp cho bản thân mạnh mẽ hơn. Bác chúc con thành công. Tại bảng D, U17 Việt Nam sẽ phải đấu lần lượt Ấn Độ, Nhật Bản và Uzbekistan. Nhiệm vụ là rất khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Dù vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò đang rất quyết tâm để có thể tiến sâu tại giải. Thậm chí lọc nhóm 4 đội mạnh nhất để có vé dự World Cup U17 2023 tại Peru. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.